Nguyễn Văn Yên lên thớt, Phan Đình Trạc lung lay, cảnh huynh đệ tương tàn trong ban bí thư. Tại kỳ họp thứ 42 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6, ông Trần Cẩm Tú đã chỉ đích danh ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương. Được biết ông Yên là cấp phó của ông Phan Đình Trạc tại Ban Nội chính Trung ương này. Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương lâu nay được xem là anh em một nhà. Ngôi nhà chung của cả hai là Ban Bí thư. Hai ban này đều là công cụ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bao lâu nay. Ông Trọng giao một người Nghệ An và một người Hà Tĩnh đứng đầu hai cơ quan quan trọng này. Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa Phó Ban Nội chính Trung ương lên thớt được xem như anh em một nhà, tương tàn lẫn nhau. Nếu ông Trọng còn đủ minh mẫn, ông còn sức khỏe để trực tiếp điều hành Ban Bí thư thì khó có chuyện để cho anh em một nhà chém giết lẫn nhau đến như thế. Trước đến đây, Ban Bí thư vẫn hoạt động trơn tru dưới bàn tay điều hành của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong khoảng hơn một năm qua, ông Trọng đã nhường vai trò điều hành Ban Bí thư cho bà Trương Thị Mai và bà Mai cũng không để cảnh huynh đệ tương tàn xảy ra. Xem ra bà Mai là người có khả năng quản lý Ban Bí thư. Tuy nhiên, sau khi bà Mai bị đánh gãy ghế thì sóng gió trong Ban Bí thư mới nổi lên cuồn cuộn và bắt đầu đánh lẫn nhau. Khi Ban Bí thư bị kích cho nội loạn thì thế và lực của Tổng Trọng trên chính trường cũng bị yếu đi rất nhiều. Điều đáng nói là khi Ban Bí thư nội loạn, người chịu trách nhiệm chính trong vấn đề này trước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không ai khác chính là ông Lương Cường, thường trực Ban Bí thư. Tô Lâm chính là người đã hạ gục ba đại đệ tử của ông Trọng chỉ trong vòng có hơn một tháng. Và giờ đây ông đang tiến hành kế hoạch đánh phá Ban Bí thư từ bên trong. Có thể nói sau khi thành công cấy nội gián vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tô Lâm đã và đang điều khiển Trần Cẩm Tú đi theo quỹ đạo của ông. Việc Trần Cẩm Tú quay đầu chĩa mũi dùi vào Ban Nội chính Trung ương cho thấy Tô Lâm thật sự muốn nhìn thấy Ban Bí thư của ông Trọng tương tàn lẫn nhau. Người mà ông Tô Lâm căm ghét nhất nhưng cũng ngán ngại nhất là Phan Đình Trạc, chứ không phải Nguyễn Văn Yên. Tuy nhiên, với cương vị trưởng Ban Nội chính Trung ương và cũng xuất thân từ ngành công an, Phan Đình Trạc có thể đọc được ý đồ của Tô Lâm rất rõ ràng. Cho nên, nếu muốn đánh trực tiếp vào Phan Đình Trạc là điều không hề dễ dàng đối với Tô Lâm trong lúc này. Ông Nguyễn Văn Yên chỉ là người thừa hành, thông thường chủ mưu trong các vụ sai phạm phải là cấp trưởng. Việc Trần Cẩm Tú nhắm vào Nguyễn Văn Yên thì điều đó cũng được ngầm hiểu rằng ông đang nhắm tới Phan Đình Trạc. Cách đánh của Tô Lâm trong thời gian qua đều theo một công thức chung, đó là đánh mạnh vào thuộc cấp để buộc cấp trưởng phải thoái lui. Vụ Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ cũng đều là cùng một công thức như thế. Ông Trọng hiện nay đã gần đất xa trời, sức khỏe không còn được bao nhiêu. Quyền lực chính trị cũng bị suy yếu và sức khỏe của ông, mà trước khi vào giai đoạn xế chiều, trong khi đó, Tô Lâm là nhân vật đang lên. Trên thực tế, Tô Lâm đang có sức mạnh vượt trội nhất trong các thế lực chính trị ở thượng tầng. Rồi, thời điểm phải thay thế ông Trọng ở cương vị Tổng Bí thư cũng sẽ phải diễn ra, không thể đảo ngược được. Việc ông Trọng tham quyền cố vị, không chịu gời chiếc ghế Tổng Bí thư đã khiến cho Tô Lâm càng mất kiên nhẫn. Không ngồi được vào ghế Tổng Bí thư sớm, Tô Lâm xúi thành phần nội gián làm loạn Ban Bí thư, bởi Tô Lâm có đủ đồ chơi để thực hiện ý đồ này. Thời của Nguyễn Phú Trọng đã hết, không biết ông có nhận ra điều đó hay không. Nếu ông còn cố bám víu quyền lực, Đảng Cộng sản của ông lại càng trở nên loạn hơn mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Nguyễn Văn Yên lên thớt, Phan Đình Trạc lung lay, cảnh huynh đệ tương tàn trong Ban Bí thư. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Bộ Chính trị dính sinh tử phù và bị Tô Lâm khống chế như thế nào? Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam lâu nay vẫn là cơ quan quyền lực lớn nhất của Đảng. Trong lịch sử, chưa có cơ quan nào có thể áp đặt ý chí vào cơ quan này ngoài thế lực Cộng sản ngoại bang. Tuy nhiên, lần này là ngoại lệ, tổ chức siêu quyền lực này đã bị Bộ Công an gây áp lực, phải gật yêu sách mà phía Công an đưa ra.
việc Bộ Công an ép Bộ Chính trị phải chấp nhận Lương Tam Quang làm Bộ trưởng là trường hợp đầu tiên. Tuy nhiên, một khi đã có trường hợp đầu tiên thì khả năng sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba và cứ như vậy tiếp diễn. Trong tác phẩm Thiên Long Bát Bộ, nhà văn Kim Dung mô tả một loại độc dược được gọi là sinh tử phù do Thiên Sơn Đồng Lão cấy vào cơ thể của đám bàng môn tả đạo, tự xưng là quần tiên 36 động, 72 đảo để điều khiển những người này. Nói chung, đây là cách điều khiển người khác bằng một thứ độc dược mà chỉ một mình chủ nhân của nó có được. Trở lại câu chuyện Tô Lâm điều khiển Bộ Chính trị, câu hỏi đặt ra là không ai trong Bộ Chính trị ưa Tô Lâm cả. Vậy mà họ vẫn phải đồng lòng gật đầu với yêu sách do Tô Lâm đưa ra. Vậy nếu những người này không dính phải một thứ độc dược, tương tự sinh tử phù của Thiên Sơn Đồng Lão, thì không có cách nào lý giải được hành vi của họ. Có ý kiến cho rằng thứ sinh tử phù mà Tô Lâm sử dụng vừa là thuốc bổ lại vừa là độc dược dành cho các quan chức cấp cao nhất của Bộ Chính trị. Vậy loại thuốc đó là gì? Khi nào thì có giá trị như thuốc bổ? Khi nào lại là độc dược đối với những ông quan đang đứng trong nhóm ở đỉnh tháp quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam? Nhận hối lộ, nuôi doanh nghiệp sân sau, liên kết với nhiều thế lực khác để hình thành nhóm lợi ích, tham nhũng chính sách v.v. là những thứ được xem là liều thuốc bổ, nuôi cả gia đình hay dòng họ quan chức. Tiền cho con du học, tiền mua nhà, mua ô tô, tiền ăn thịt bò rát vàng v.v. đều là những thứ được lấy từ những nguồn tiền bẩn như thế. Ở khía cạnh này, nguồn tiền bẩn chính là chất dinh dưỡng quý giá cho các quan chức trong đảng. Tuy nhiên, bất kỳ miếng ăn bẩn nào cũng để lại dấu vết. Chính vết bẩn là một trái liều thuốc độc giết chết sự nghiệp chính trị của bất kỳ quan chức nào. Đã lên tới ủy viên Bộ Chính trị thì chẳng có ai trong sạch cả. Thậm chí lên càng cao, miệng nhà quan dính bẩn càng nhiều. Có điều vì ông nào cũng mang mặt nạ nên vết bẩn bị ẩn đi sau lớp mặt nạ mà thôi. Một khi mặt nạ bị lột ra thì ai cũng bẩn như nhau cả. Được nắm Bộ Công an, Tô Lâm tận dụng tối đa lợi thế. Ông dùng bộ máy điều tra khổng lồ để mà thu thập những vết bẩn dính vào miệng các quan chức ở Trung ương. Đặc biệt là các quan chức trong Bộ Chính trị. Khi dùng những hồ sơ này để khống chế thì không quan chức nào có đủ can đảm để trái lệnh ông chủ tịch nước cả. Việc giành được ghế Bộ trưởng Bộ Công an cho Lương Tam Quang đảm bảo rằng Tô Lâm có trong tay nguồn độc dược dồi dào đủ để khống chế Bộ Chính trị và làm chủ cuộc chơi. Vì thế có thể nói thời gian tới rất có thể Tô Lâm sẽ tiếp tục điều khiển Bộ Chính trị nhiều lần nữa. Có thể nói rằng ở ghế Chủ tịch nước nhưng quyền lực của Tô Lâm chẳng khác nào quyền lực của Tổng Bí Thư ở thời kỳ cực thịnh. Cách Tổng Bí Thư nắm giữ Bộ Công an trước đây không giống với cách mà Tô Lâm nắm giữ Bộ Công an hiện nay. Trước đây, Tổng Trọng nắm giữ Bộ Công an thông qua Tô Lâm, ông đưa ra yêu cầu của Tô Lâm triển khai xuống thực hiện. Tuy nhiên, với Tô Lâm, gần như ông có thể ra lệnh cho từng thuộc cấp của Lương Tam Quang, bởi ông từng làm Bộ trưởng Bộ Công an và là người cất nhắc bố trí chức vụ cho các thuộc cấp này. Có thể nói trước đây Nguyễn Phú Trọng nắm Bộ Công an gián tiếp thông qua Tô Lâm, còn nay thì Tô Lâm nắm trực tiếp Bộ Công an. Vì thế, so với ông Trọng, Tô Lâm đáng sợ hơn rất nhiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền tiếp của Thời báo .de với bản tin Bộ Chính trị dính sinh tử phù và bị Tô Lâm khống chế như thế nào. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.